Thực sự Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh nổi tiếng với nhiều vai diễn đẻ đời. Trong các bộ phim nổi tiếng, cô còn là một ca sĩ MC người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên trong sự nghiệp của mình, Phương Trinh cũng có những phát ngôn khiến người hâm mộ bị sốc, cùng với đó là nhiều scandal khác. Liệu cô có vượt qua được những sóng gió do mình tạo ra? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, nghệ danh của cô nàng là Angela Phương Trinh, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1995, được biết đến với vai trò là người dẫn chương trình ca sĩ tự do, người mẫu ảnh, diễn viên điện ảnh. Phương Trinh đến gần với khán giả hơn với vai diễn người mẹ nhí khi tuổi còn đôi mươi, đây cũng là vai diễn mang tới nhiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Ngoài ra Phương Trinh còn tham gia nhiều bộ phim ăn khách khác như Mùi Ngò Gai, Kính Vạn Hoa và Bàn Phím Anh Hùng. Từ nhỏ Trinh đã đam mê với điện ảnh, cô nàng đã được thử sức với hơn 30 vai diễn, với nhiều cung bậc cảm xúc và tính cách. Angela Phương Trinh thời điểm đó được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Khi lớn lên trưởng thành hơn thì Phương Trinh chuyển sang lĩnh vực ca hát, giọng cô nàng rất cao, trong vắt, khiến nghe rất đã tai. Thế nhưng sự nghiệp ca hát của Phương Trinh không được suôn sẻ và nổi đình đám như nghề diễn viên của mình. Vào năm 2005, cô bé Phương Trinh đang còn là học sinh chăm ngoan, xinh xắn được gia đình yêu thương chiều chuộng. Cô nàng bước chân vào hoạt động nghệ thuật từ năm lên 7 tuổi. Tới thời điểm hiện tại, Angela Phương Trinh đã đạt được nhiều thành công với vai trò là diễn viên điện ảnh. Đồng thời Phương Trinh cũng được xem là nghệ sĩ trẻ, dính nhiều scandal nhất trong giới showbiz. Phương Trinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thu nhập bình thường ở thành phố Hồ Chí Minh. Bố của cô là thợ may, mẹ cô bán xôi ở vỉa hè. Để trang trải cuộc sống của gia đình, song Phương Trinh luôn được bố mẹ bao bọc để có một tuổi thơ bình yên như bạn bè trang lứa. Đặc biệt cô nàng còn được bố mẹ tạo mọi điều kiện để hoạt động nghệ thuật với vai diễn đầu tay năm 7 tuổi trong bộ phim Kính Vạn Hoa. Trong khoảng thời gian đầu chập chững với nghề, Angela Phương Trinh luôn có sự đồng hành từ bố. Mỗi lần cô nàng đến phim trường, bố đều thu xếp thời gian và công việc để dẫn con gái đi diễn. Lúc còn là học sinh tiểu học, Phương Trinh là cô học trò, chăm chỉ, thành tích học tập tốt. Cô nàng luôn hòa đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô giáo, nên trong lớp luôn được bạn bè và thầy cô quý mến. Với việc đạt được thành tích học tập khá, điều tiết được lịch diễn xuất và học tập, Angela Phương Trinh luôn được bố mẹ đồng ý và tạo điều kiện cho cô nàng theo đuổi con đường nghệ thuật song song với học tập ở trường. Sau vai phụ diễn viên nhí trong phim Kính Vạn Hoa, Phương Trinh đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn tài ba đến từ Hàn Quốc. Cô nàng được mời đảm nhận vai Vi trong bộ phim truyền hình dài tập Mùi Ngò Gai. Với vai diễn chính đầu tay, Phương Trinh đã được khán giả ghi nhận và yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên và chân thật của mình. Đây cũng là vai diễn nhí cuối cùng của Angela Phương Trinh, bởi về sau cô nàng thường vào vai người trưởng thành. Với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Phương Trinh đã xây dựng cho mình một hình tượng nghệ sĩ đa năng. Cô dần lấn sân sang một số lĩnh vực và vai trò khác như người mẫu ảnh, người dẫn chương trình, ca sĩ. Vì đam mê nghệ thuật nên Phương Trinh đã bỏ học giữa chừng từ năm cô học lớp 9 và cũng từ dấu mốc này, cuộc sống của cô nàng có nhiều biến cố, liên tục dính vào các vụ lùm xùm, điển hình là chuyện yêu đương tai tiếng, ăn mặc hở hang khi đi diễn ở quán bar. Thế nhưng Phương Trinh đang dần lấy lại được hình ảnh của mình bằng những hoạt động nghệ thuật chân chính, đầu tư về chất lượng. Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực showbiz, Phương Trinh đã đạt được nhiều thành công vang dội. Tuy nhiên sự nghiệp, những phát ngôn sốc và cách ăn mặc hở hang của cô cũng khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Phương Trinh chưa tốt nghiệp cấp 2. Vấn đề trình độ học vấn của Phương Trinh là một trong những đề tài được nhiều người bàn luận. Cô vẫn khoe với mọi người mình đi học đều đặn, nhưng thực tế cô chỉ học hết lớp 9 và chưa thi tốt nghiệp. Việc nói dối mọi người về chuyện học hành khiến Phương Trinh bị mất điểm rất nhiều trong lòng người hâm mộ. Phương Trinh ăn mặc hở hang. Vấn đề ăn mặc của người đẹp cũng khiến nhiều người bàn tán. Mặc dù đang ở tuổi vị thành niên, nhưng cô nàng thường mặc những bộ đồ hở táo bạo, từ một sao nhí rất được lòng người hâm mộ, Phương Trinh được gán cho mác nữ hoàng khoe thân. Năm 2012, cô còn bị khán giả chỉ trích vì chụp ảnh quảng cáo nội y với tư thế khêu gợi khi còn ở tuổi chưa trưởng thành. Clip Phương Trinh múa cột ở trong quán bar tại Hải Phòng với trang phục nhạy cảm khiến cô bị cấm biểu diễn 6 tháng. Nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô còn bị nghi vấn bắt chước phong cách của Phạm Băng Băng mỗi khi đi sự kiện, người đẹp cũng bị cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Tuy đã phủ nhận, nhưng sau đó cô lại thừa nhận có dùng dao kéo để sửa mũi. Angela Phương Trinh tuyên bố ăn chay trọn đời. Từng có một thời gian bị gắn mác gái hư, nên khi Angela Phương Trinh chuyển sang ăn chay niệm Phật, thường xuyên đi làm từ thiện thay vì dự sự kiện, khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã tự chứng minh sự thay đổi của mình là thật và dần biến mất khỏi làng giải trí. Sống kín đáo giản dị một thời gian, đến đầu tháng 1 năm 2020, Angela Phương Trinh đã tuyên bố với công chúng rằng sẽ ăn chay trọn đời để giữ tâm mình thanh tịnh và hướng Phật. Trên trang cá nhân của cô cũng giờ ngập tràn những hình ảnh tham gia các khóa thiền, lên chùa và đi làm thiện nguyện. Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn cùng mẹ và em gái mở cửa hàng đồ chay ở thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ những người có sở thích giống mình. Angela Phương Trinh có những phát ngôn gây tranh cãi về bệnh tật. Thời gian gần đây, cái tên Angela Phương Trinh bỗng nhận được nhiều sự quan tâm trở lại khi cô liên tục có những phát ngôn đưa ra thông tin dấy lên tranh cãi. Theo đó, ngày 18 tháng 7 năm 2021, Angela Phương Trinh đăng tải một bài viết về bệnh ung thư và chia sẻ rằng những khối u đó sẽ tự hết nếu người bệnh nói chuyện. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2021, bà mẹ nhí đăng tải câu chuyện nhân quả bẻ chân nhái. Trên trang cá nhân cho rằng đó là hậu quả của việc bố mẹ làm nghề bắt ếch nhái, mà Thành kèm theo tấm hình minh họa là một em nhỏ khuyết tật ở chân, được đặt cạnh ếch nhái. Đỉnh điểm hơn giữa lúc dịch bệnh còn đang phức tạp, fanpage của Angela Phương Trinh liên tục có những bài viết cho rằng địa long hay còn gọi là run đất có thể chữa được COVID-19. Cô viết, nuốt run đất sống giúp người mắc bệnh COVID-19 âm tính trong 5 ngày. Địa long chữa được sốt rét, ung thư, viêm phổi, khó thở. Đây đều là những hình ảnh thông tin chưa được khoa học kiểm chứng. Vì thế, việc Angela Phương Trinh trong tư cách là một người nổi tiếng đi kêu gọi như vậy sẽ gây ra nhiều sự hoang mang và ý kiến trái chiều cho mọi người. Chuyện hẹn hò với các đại gia. Năm 2012, khi mới 17 tuổi, Phương Trinh đã công khai hẹn hò với đại gia Sài Thành, hơn cô 20 tuổi. Mối quan hệ của cô gặp phải nhiều chỉ trích, tuy nhiên sau đó chỉ 2 tháng, hai người đã chia tay. Cô chia sẻ hai người không hợp về lối sống, tuy nhiên thực chất đó là đại gia dởm. Khi bước sang tuổi 19, cô nàng công khai hẹn hò với bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái, tuy nhiên cuộc tình này đã vướng vào những lùm xùm về tiền tình và nhanh chóng chấm dứt. Phương Trinh thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Sau hàng loạt thị phi, Phương Trinh không còn được yêu quý như trước. Từ năm 2018, người đẹp chọn cách sống giản dị hơn, đi chùa niệm Phật và làm từ thiện nhiều hơn. Cô cũng hạn chế tham gia các sự kiện và ít hoạt động trong showbiz. Cô dần được đón nhận bởi hình ảnh như ngọc nữ, giản dị, không xô bồ. Ngoài ra, cô cũng tuyên bố sẽ ăn chay đến trọn đời. Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn mối tình đầy thị phi. Cả Angela Phương Trinh và ca sĩ Cao Thái Sơn từng tuyên bố yêu nhau. Không những thế, cả hai còn có dự định sẽ sinh con trai trước, con gái sau, hay thậm chí đứng ra bảo vệ nhau trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố yêu nhau không lâu, thì Phương Trinh lại tuyên bố chia tay, cô cho rằng giữa cô và Cao Thái Sơn là chi kể sẽ phù hợp hơn là kết duyên phu thê. Cô cũng viết một bức tâm thư dài, đăng lên mạng xã hội, bày tỏ quan điểm mối quan hệ của cô nàng và ca sĩ Cao Thái Sơn. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến nam ca sĩ và gia đình anh đã cho cô những cảm nhận xung quanh về cuộc sống muôn màu. Tuy nhiên, gần đây, gần 5 tháng 6 năm 2022, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh đăng tải những bức ảnh thả thính nhau trên mạng xã hội. Những bức ảnh và video được cả hai đăng tải cho thấy họ gặp nhau ở một không gian riêng, cả hai đã cùng nhau nấu món ăn chay, đút cho nhau ăn, thậm chí Phương Trinh còn ngồi vào lòng Cao Thái Sơn cùng hát karaoke. Nhiều người và trong số đó cũng cảm thấy rằng những cử chỉ của cặp đôi dành cho những người đang yêu nhau, còn nếu trên phương diện là bạn bè thì những cử chỉ đó cũng không quá đà.